Sở trường của anh Suga là lạnh lùng. No no no. Theo mình biết, sở trường của anh là đáng yêu siêu cấp. Không tin cả, xem view này sẽ rõ. Mời đặt hết đi, chàng bộ đến với video 10 điều đáng yêu nhất của anh Suga. Mình có một shop bán đồ BTS trên Facebook. Đường link shop mình để ở phần mô tả và bình luận của video. Mấy bộ nhớ ghé shop để ủng hộ mình nha. 1. Tâm hồn ngập tràn ánh sáng. Suga là một chàng trai lạnh lùng, luôn tỏ ra bất cần với mọi thứ và có thể phủ các thành viên còn lại bất cứ khi nào cậu ấy muốn. Hoàn toàn sai rồi nhé. Nếu mấy bồ là một ARMY mới chập chững những bước đầu tiên vào fandom thì chắc chắn sẽ lầm tưởng về điều đó. Thật ra Suga là một chàng trai vô cùng ấm áp, luôn quan tâm đến những điều dù là nhỏ nhặt nhất của từng thành viên. Cậu ấy không hẳn là một người thường xuyên bộc lộ cảm xúc. Đương nhiên, với Suga đó không phải là một điều dễ dàng gì. Nhưng một khi buộc phải thể hiện ra bên ngoài thì nó lại là những điều siêu cấp ngọt ngào và không kém phần đáng yêu. Suga thường xuyên nhường đồ ăn hay thức uống cho các cậu em của mình, rất kiệm lời, nhưng lúc nào ánh mắt nụ cười của cậu ấy cũng hướng về các thành viên, không phải là lớn tiếng nói ra mà lặng lẽ tán dương. Suga đã im lặng dùng nụ cười rực rỡ của mình lan tỏa yêu thương đến từng người một, trong Bangtan và cả ARMY nữa. Đó cũng chính là những điều ý nghĩa nhất, đáng yêu nhất đối với chúng ta. Mặc dù cậu ấy mang bề ngoài lạnh lùng của những ngày đầu đông, nhưng bên trong tâm hồn lại ngập tràn ánh sáng của những ngày cuối hạ, rực rỡ, ấm áp mà lại rất ư bình dị. 2. Vẻ đáng yêu vô thức. Vẻ ngoài của Suga có thể nói là trời sinh đã đáng yêu sẵn. Cậu là một người ngoài lạnh trong nóng, nhưng chắc ai cũng đã biết. Bên cạnh đó, cậu ấy còn rất thẳng tính, luôn sẵn sàng nói ra những điều mình nghĩ. Nhưng mà xung quanh Suga lúc nào cũng tỏa ra một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, mang tên đáng yêu. Có đôi lúc cậu thật sự cố tình để ARMY thấy những nét ngọt ngào đáng yêu của mình bằng những cử chỉ phải nói là siêu cấp cute luôn. Chẳng hạn như Suga không thích làm ego, nhưng cậu ấy vẫn thường xuyên làm như thế trước mặt ARMY. Hoặc là không biết vô tình hay cố ý, nhưng Suga vẫn lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, đáng yêu trước Bangtan, trước mặt ARMY khi bị trêu và còn vô vàn cử chỉ khác nữa. Song song đó thì ngay cả khi Suga không cười, chỉ một bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc, bản thân mình vẫn luôn thấy cậu ấy dễ thương không chịu được luôn. Không biết mấy bồ thì sao nhỉ? Dù là vô thức hay là cố tình thể hiện ra, Suga vẫn luôn đáng yêu như vậy. Dù là nhẹ nhàng lướt mắt hay là chăm chú ngắm nhìn thì cậu ấy vẫn khiến mình mỉm cười khi nhìn khuôn mặt của cậu ấy. Suga thật sự là một viên kẹo có vẻ ngoài xinh đẹp, trộn lẫn cùng với sự đáng yêu, vì cũng thật sự không thể nào có thể ngọt ngào hơn được nữa. 3. Danh xưng Suga, một cái tên ngọt ngào. Nếu là một fan mới, chắc chắn các bồ đã từng thắc mắc rằng Suga là anh chàng rapper khuôn ngầu thì tại làm sao lại lấy một cái tên nghe ngọt ngào đến tận tim gan như vậy? Bản thân mình lúc trước cũng từng tự hỏi câu hỏi tương tự như thế. Và câu chuyện thật sự đằng sau cái tên ngọt ngào lại vừa đáng yêu của Suga là như thế này. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Qvision, khi đang sáng tác ở quê nhà của mình, Daegu, Suga đã từng đề cập đến cái tên khác. Trong lúc đang chuẩn bị ra mắt dưới vai trò là nghệ sĩ thuộc Big Hit, cậu ấy vẫn muốn giữ nguyên tên thật của mình là Yoongi, nhưng đến cuối cùng lại thay đổi. Mọi người đều cho rằng cái tên Yoongi không có sức ảnh hưởng và có hơi bình thường một tí, và cho rằng Suga nên chọn một cái tên khác dễ thương hơn. Sau đó, cậu ấy nhận được kha khá gợi ý từ CEO của Big Hit, Bang BD, cũng là người đưa ra quyết định cuối cùng để chọn tên Suga. Bang BD nói rằng cái tên đó phù hợp với cậu ấy hơn. Nụ cười của cậu ấy cũng rất ngọt ngào và bản thân Suga cũng yêu thích cái tên đó bởi nó trái ngược hoàn toàn với hình tượng mà khi cậu ấy xuất hiện trên sân khấu. Suga cũng từng chia sẻ, tên tôi là Suga vì tôi có làn da trắng nhợt nhạt, trông tôi rất dễ thương khi cười và bởi vì tôi rất ngọt ngào nữa. Nói rồi cậu cười lớn. Tôi chọn cái tên này cũng bởi tôi muốn mình ngày càng trở nên ngọt ngào hơn. Theo như mình thấy thì dù là lấy tên nào đi chăng nữa thì bản thân cậu ấy cũng là một chàng trai ngọt ngào mà không bất kỳ cô gái nào có thể cưỡng lại được. Nói nhỏ mấy bồ nghe nhé, không chỉ có con gái thích anh đâu, cũng có không ít fanboy mê mẩn Suga ấy. 4. Thánh phủ của Bangtan.
Suga là một chàng trai tồn tại rất nhiều khía cạnh, khiến người khác tò mò tìm hiểu, sau đó là ngạc nhiên thích thú. Cậu ấy bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, khí chất cuồng ngầu nhưng lại luôn mang năng lượng đáng yêu. Trong đó còn nổi bật lên một tính cách vô cùng hài hước mà lại khiến người người câm nín, đó chính là Phủ mọi lúc mọi nơi, mọi người mọi nhà. Nếu có giải thưởng Phủ of the Year thì Suga sẽ đoạt giải cho mà xem. Sau đây là những tình huống và câu nói bất hủ của Suga khiến anh em cũng như Ami á khẩu. Khi cả nhóm được hỏi ai là người hay lừa đảo nhất, cả nhóm trả lời Suga. Và câu trả lời của cậu ấy là: anh cũng không có ý muốn lừa gạt ai đâu, chỉ là anh biết cách sinh tồn giữa cuộc đời nghiệt ngã này thôi. Do cuộc đời ép buộc theo chứ cậu ấy cũng không muốn đâu nha mấy bồ, hãy tin cậu ấy. Mình cũng sẽ học cách sinh tồn, cuộc đời này cũng quá mức đáng sợ rồi. Trong một tập Jin, cả nhóm được PD hỏi: phẩm chất quan trọng nhất của đàn ông là gì? AM: tất nhiên là chiều cao rồi ạ. Jin: không phải, là sức mạnh. Suga: anh đây có 100.000 won trong thẻ đó. Tiền là tất cả nha mấy bộ. Còn có lần một bạn Ami nói là: Min Yoongi, em sẽ cưới anh. Suga trả lời: mang 400 tỷ won tới đây. Ami rơi vào trầm tư: 400 tỷ won ở đâu ra đây? Thật ra thì những điều trên đối với mình đều rất đáng yêu. Idol là một nghề nghiệp phải thường xuyên xuất hiện trước công chúng, ai cũng mong muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình trước mặt fan hâm mộ. Nhưng Suga thì khác, cậu ấy luôn thẳng thắn, nêu lên suy nghĩ của bản thân mình, không dè dặt. Đó là điều thật đáng trân quý và còn đáng yêu nữa. 5. Nụ cười tỏa nắng. Mặc kệ những ý kiến trái chiều của những người không liên quan về nụ cười của Suga, với mình, với Ami, nụ cười của Suga là một thứ vô cùng tỏa sáng và đáng yêu. Cậu ấy hiếm khi cười, phần lớn thời gian xuất hiện trước ống kính máy quay đều rất lạnh lùng và không quá thiết tha với những thứ xung quanh. Nhưng mỗi lần bên cạnh Bangtan, đứng trước Ami, Suga lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi. Nụ cười mà với mình là cả bầu trời ngây thơ không lo nghĩ. Nụ cười của cậu ấy thật đặc biệt như chính con người của cậu ấy vậy. Một nụ cười chứa niềm hạnh phúc, sự thỏa mãn và cả tình yêu dành trọn cho Ami nữa. Trong cuộc sống, có thể ai cũng sẽ có những lúc tâm trạng nặng nề và mong muốn tìm cho mình một nguồn năng lượng tích cực. Mình sẽ không ngần ngại giới thiệu cho mấy bồ nụ cười của Min Suga đâu đấy. 6. Tấm thảm huyền thoại. Suga, cậu ấy rất không thích bị làm phiền, nhất là khi làm việc. Từ xa xưa, xưa ơi là xưa, trong fandom đã truyền tay nhau về chiếc thảm huyền thoại có năng lực siêu nhiên. Giang hồ đồn rằng trước cửa studio của Leader đặt cái thảm có chữ Welcome, mời gọi anh em. Trước cửa studio của Suga cũng đặt một cái thảm. Và các bồ biết nó viết chữ gì lên đó không? Go away, chỉnh nó. Anh em ghé thăm, thấy cái thảm là muốn quay đầu rồi đi về luôn. Sau bao nhiêu năm, tưởng chừng cái thảm đã mất tích. Ai ngờ hôm sinh nhật vừa qua của Suga, chiếc thảm kia một lần nữa lại xuất hiện. Thật sự là rất đáng yêu, qua bao năm mà cậu ấy vẫn giữ thói quen cũ. Suga vẫn ở đó, vẫn mãi mãi không đổi thay. 7. Lời hứa năm cũ và những món quà đáng yêu. 5 năm về trước, khoảng năm 2014, ở một buổi fan site của Bangtan, Suga đã hỏi fan rằng: các cậu muốn ăn gì? Khi fan trả lời họ muốn ăn thịt, cậu ấy đã hứa với các ARMY là: mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua thịt mời mọi người. Và sau 4 năm vào sinh nhật năm 2018 của Suga, cậu ấy thật sự đã gửi 10 ký thịt kèm theo album có chữ ký độc quyền đến 39 trung tâm trại trẻ mồ côi dưới danh nghĩa của Ami. Mọi người đều rất bất ngờ và cảm động vì Suga vẫn còn nhớ lời hứa năm đó. Có lần sinh nhật cậu ấy còn gửi quà đến tận nhà một số bạn để chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Tuy chỉ là những món quà không gì lớn lao, nhưng lại chất chứa nhiều tâm tư, cùng lòng biết ơn của Suga gửi đến mọi người. Đó chính là sự đáng yêu mà mình và rất nhiều Ami đều rất trân quý. 8. Ngầu thì bá cháy, phận cũng bùng nóc. Suga thường lạnh lùng và trầm lặng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy đâu nha. Cũng có lúc cậu ấy thật sự rất tăng động luôn phần của mấy đứa em. Bình thường ít nói ít cười, đến khi phẫn lên rồi thì không ai làm lại.
trêu chọc các thành viên nhưng mà lại chừa chin ra, lăng xăng đùa giỡn, còn cười rất tươi nữa. Những lúc như vậy, tưởng chừng cậu ấy vẫn còn là một cậu bé ngày nào vậy, chứ không phải chàng trai trưởng thành 27 tuổi. Nụ cười ngọt ngào đáng yêu, niềm vui lan vào tận đáy mắt, khiến ai cũng bất giác nở nụ cười theo. Từng khoảnh khắc hiếm hoi ấy đều được lưu giữ rất ư là cẩn thận, kỹ càng trong tâm trí của tất cả Ami. Và đó là một điều ngọt ngào để chúng ta tận hưởng trong cuộc sống ngày ngày tất bật của hiện tại. 9. Thợ sửa chữa đồ dùng bất đắc dĩ. Theo trên ban tan đủ lâu thì chắc ai cũng sẽ biết ai là người hậu đậu nhất nhóm. Chính là leader đáng kính của chúng ta. Bằng một cách vô tình nào đó, Nami Chun vẫn thường hay làm hư đồ dùng trong nhà. Vậy các bồ đã từng thắc mắc ai sẽ là người sửa chữa lại những đồ vật đó không? Không ai khác chính là Suga. Với bản tính tỉ mỉ của mình, cậu ấy vinh dự được đảm nhận vai trò cao cả ấy. Ngoài ra thì Suga còn làm những việc như là thay bóng đèn, thay tay nắm cửa hoặc những việc tương tự như vậy trong ký túc xá. Nhưng thời gian qua đi, Bantan ngày càng tiến dần đến đỉnh cao hơn, nên công việc của Suga cũng như các thành viên trở nên dày đặc hơn, nên những công việc như thế sẽ ít hoặc là không còn làm nữa. Qua đó có thể thấy rõ, cậu ấy đóng vai trò không thể thiếu trong BTS, cũng như một người cha trong gia đình Bantan. 10. Người tình của Suga. Cậu ấy thật sự là một thiên tài, như lời cậu ấy nói. Năng khiếu âm nhạc xuất hiện từ nhỏ, kéo dài cho đến khi tận tay chạm vào nghệ thuật quý giá, đến hiện tại và cả mãi mãi về sau. Với Suga, có lẽ âm nhạc chính là người tình của cậu ấy. Suga dành rất nhiều thời gian cho âm nhạc, mười mấy giờ đồng hồ vùi mình trong studio và có thể là lâu hơn nữa. Tâm hồn của cậu ấy gắn liền với âm nhạc, với nghệ thuật chân chính. Với mình, với Ami, Suga chính là một người nghệ sĩ, một người nghệ sĩ quên mình về nghệ thuật mà cống hiến. Suga không chỉ là một rapper tài năng, một nhạc sĩ đỉnh cao, mà còn là người chiêu dắt âm nhạc, khiến âm nhạc tỏa sáng. Ban đầu cậu đến là vì âm nhạc, sau đó lại tìm thấy Bantan, và giờ chúng ta là một gia đình. Cảm ơn vì cậu đã bước đến bên cuộc đời của từng người bọn mình, Ami. Cảm ơn vì tất cả những thứ cậu đã mang đến, dù âm nhạc tuyệt vời của cậu, nụ cười ngọt ngào của cậu, ánh mắt tình yêu của cậu hay cử chỉ đáng yêu của cậu với Ami đều rất đáng trân quý. Sau này chúng ta cũng vẫn sẽ như vậy nhé. Vẫn là một gia đình, dù cho có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa. Ami bên cạnh cậu, Ami bên cạnh Bantan. Một lần nữa cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã đến, Suga à. Cả nhóm có tổng cộng là 3 anh, mà anh nào cũng dễ thương hết trơn. Nên chắc chắn mình sẽ làm tiếp loạt view này. Ví dụ như là 10 điều đáng yêu nhất của anh Trung Quốc. À ha ha, mới bồ nhớ đăng ký kênh và bấm quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới. Mình là Khadi, hẹn lại bồ vào video tiếp theo. Giờ thì bye.